siêu thị Đại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà. Khó thực hiện, dễ chấn thương. Hãy sở hữu ngay ghế tập lưng Elite IL33 hoàn toàn đột phá để rèn luyện vùng lưng hiệu quả, dễ dàng. Ghế tập lưng là thiết bị chuyên dụng cho phòng tập gym và cả gia đình. Được làm bằng thép Oval Elite, chống rỉ, độ bền cao. Sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Elite Việt Nam. Ghế tập lưng Elite là thiết bị dựa trên khoa học, linh động nhờ bộ phận điều chỉnh thân máy. Độc đáo với sự kết hợp trong động tác vùng lưng và vùng eo vô cùng hiệu quả và dễ dàng. Đây chính là sản phẩm thông minh có sự kết hợp và giao thoa giữa công nghệ chế tạo và tính năng sử dụng. Kiểu dáng mới lạ, nhỏ gọn là tiêu chí hàng đầu trong chuỗi sản phẩm gym hiện đại nhất của thế giới hiện nay. Ngoài ra, ghế còn sử dụng các nệm mút êm ái bảo vệ cơ thể tối ưu khi luyện tập. Luyện tập với ghế tập lưng Elite sẽ mang cho bạn vùng lưng săn chắc, mạnh mẽ. Đặc biệt, hỗ trợ kéo giãn gân cốt, phòng chống các bệnh đau mỏi lưng, thoái hóa cột sống, cong cột sống. Wow! Đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ghế tập lưng Elite giảm giá 16% chỉ có tại siêu thị tại gia.vn, chỉ còn 4.899.000 đồng. Nhanh tay liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1552 của chúng tôi hoặc truy cập www.siêuthitaigia.vn để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và đặt hàng nhanh nhất. Nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, nay siêu thị Tại Gia đã mở rộng mạng lưới giao hàng lên đến 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Dù xa hay gần, dù ngày hay đêm, siêu thị Tại Gia sẵn sàng phục vụ quý khách. Số điện thoại đặt hàng miễn phí 1800 1552.